Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Gà mái đang được chiếc mũ đỏ rất đẹp. Nó hãnh diện đội lên đầu và dạo một vòng quanh khu rừng. Trông mình lộng lẫy y như công chúa vậy. Ôi, ai thế này? Gà mái đội mũ đỏ đẹp quá. Xích chút nữa thì mình nhận không ra đó nha. Mình vừa đang xong chiếc mũ này đó. Chà, gà mái khéo tay ghê. Cho mình mượn đội thử một lát được không? Không được đâu. Mình mất bao nhiêu công sức mới đan được nó. Cho cậu mượn. Rủi hư mất thì sao? Hai ngày sau. Ồ, chiếc mũ đỏ của mình đâu rồi? Mũ đỏ ơi, mũ đỏ. Ngày nào mình cũng treo nó ở đây. Sao mà biến mất nhanh chóng thế không biết? Không lẽ... Chắc chắn là thỏ bạch đã lấy trộm rồi. Từ bữa mình đội cái mũ đỏ, cậu ta lúc nào cũng khen ngợi, ngưỡng mộ, còn đòi mượn để đội thử nữa chứ. Sao cậu lại ngồi thẫn thờ thế gà mái ơi? Sáng rồi, dậy đi kiếm mồi thôi. Mình bị mất chiếc mũ đỏ rồi, mà thủ phạm không ngờ lại là thỏ bạch chứ. Thiệt thế sao? Thỏ bạch đúng là kẻ tham lam. Ai lại đi lấy của người làm của mình vậy chứ? Các cậu biết không? Nghe nói thỏ bạch lấy trộm mũ của gà mái đó. Nhìn người thế mà xấu tính quá đi. Là chim anh Vũ loan tin. Hèn gì mấy hôm nay cả khu rừng đều đồn âm là mình lấy trộm mũ của gà mái. Mà ngay đến cả gà mái cậu ấy cũng không tin mình, thì mình biết phải giải thích với ai chứ. Ủa, cái túi có chuột núi hình như giống cái mũ đỏ của gà mái. Đúng là chiếc mũ đỏ của gà mái rồi. Cậu hãy về gọi gà mái tới đây coi sao. Chiếc mũ đỏ ở đây nè. Thì ra mày lấy trộm mũ của tao. Mũ gì cơ? Cái này là tôi lượm được mà. Cách đây mấy ngày mình vào rừng tìm sâu bò ăn, mãi mê bới đất. Mình để chiếc mũ đó trên tảng đá rồi quên lấy về. Không có lẽ... Xin lỗi, mình sai. Mình đã nghi oan cho cậu. Mình xin lỗi cả chuột núi nữa. Mình đã vội vàng nghĩ xấu về cậu. Biết sai là tốt. Lần sau chớ thấy gió đã bảo là mưa nha. Thôi, gà mái tìm lại được mũ là tốt rồi. Giờ thì chúng ta nên giúp chuột núi đem những trái này về đi các bạn.